Không quân Ukraine cho biết Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine vào sáng ngày 8 tháng 5. Nga đã phóng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, rocket và máy bay không người lái loại Shahed xuyên suốt lúc trời còn tối. Theo báo The Kyiv Independent, Bộ Năng lượng Ukraine thông tin cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị tấn công ở các tỉnh. Chính quyền đang đánh giá thiệt hại và nỗ lực khôi phục nguồn điện. Cùng ngày, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết cuộc không kích của Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng về thiết bị tại 3 nhà máy nhiệt điện. Công ty này không nêu rõ vị trí của các nhà máy. Tỉnh trưởng tỉnh Poltava, ông Philip Bronin, nói một chiếc máy bay không người lái của Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng quan trọng, gây ra hỏa hoạn. Ông Serhii Popko, một quan chức cấp cao ở thành phố Kiev, nói tất cả tên lửa nhắm vào Kiev đã bị phá hủy. Tại thành phố Brovary ở tỉnh Kiev, đám cháy đã bùng lên tại một cơ sở hạ tầng dân sự do các mảnh vỡ rơi xuống từ cuộc tấn công tên lửa của Nga. Hai người phải nhập viện sau vụ tấn công. Lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trên khắp các vùng của Ukraine. Các hệ thống phòng không cũng tham gia đẩy lùi cuộc tấn công của Nga trên vùng Lviv ở phía tây Ukraine, giáp với Ba Lan, thành viên NATO. Phản ứng với cuộc tấn công của Nga, không quân Ba Lan cho biết họ cùng với các lực lượng đồng minh đã điều động máy bay để bảo vệ không phận Ba Lan. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gia tăng về tần suất và cường độ trong những tháng gần đây. Ukraine đang bị thiếu trầm trọng hệ thống phòng không do sự chậm trễ của Mỹ và các nước phương Tây khác trong viện trợ quân sự, tạo cơ hội cho lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng.